Nếu như có ai đó nói với anh rằng họ không thích tiền, họ không thèm tiền ấy, thì đấy là nói điêu, nói phét. Còn tôi thành thật luôn là tôi rất yêu tiền, tôi rất mê tiền. Bởi vì tiền khiến cho tôi cảm thấy an tâm. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã quá muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngỏ lời lại là đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo. Đằng nào thì tao cũng sắp sửa đóng vai một con điên rồi, nên tao rất là muốn tặng cho đứa nào láo một cái sẹo ở trên mặt. Thôi thôi cô im đi, cháu biết cô định hỏi gì nha. Cô định hỏi làm định hỏi người yêu cháu đúng không. Thôi thôi cô im đi, cháu ấy không phải chuyện của cô. Việc gì mà cô cứ bố bố. Mày chạy. Chấn thương rồi.